JK Audio nghe chưa đủ thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, JK Audio xin chào anh Thanh nhé. Vâng, anh ở Thừa Thiên Huế. Và sau khi anh có xem kênh YouTube của JK Audio và anh có tìm hiểu về cái đẩy công nghệ Grab D mang thương hiệu là WeWood, mã QA1600 và anh có đặt cho mình đấy ạ. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty JK Audio được cảm ơn anh Thanh nhé. Vâng, thưa anh Thanh ạ, đây là sản phẩm mà bên em chuẩn bị là bỏ ra test cho anh. Thì đây là sản phẩm mới, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp luôn. Đây ạ. Vâng, đây anh nhé. Mã là QA1600, thương hiệu WeWood đấy ạ. Vâng, nguyên đai nguyên kiện. Vâng, sau đây xin phép anh Thanh em bỏ ra cho nhân viên để test cho anh Thanh rất là cẩn thận. Vì đây là sản phẩm đẩy công nghệ Class D 4 kênh WeWood QA1600. Anh Thanh vẫn còn nguyên kẹp đồng luôn ạ. Vâng Thanh nhá, đây sau khi em đã tách cái vỏ bìa carton và đây là phía bên trong đấy ạ. Vâng, xốp rất là dày, chưa động chạm gì luôn anh nhá, vẫn còn mùi thơm của nhà máy đấy ạ. Đi kèm dây nguồn đấy ạ. Vâng, đi kèm dây nguồn nhanh nhá, em bỏ riêng ra tí em test. Đây ni lông vẫn còn nguyên, chưa có một nếp gấp nào. Đang đi kèm là quyển catalog đấy ạ. Còn đặc biệt cái đẩy công suất công nghệ Class D là rất nhanh nhẹ nhé, siêu nhẹ luôn ạ. Vâng, một tay cầm được nó khoảng tầm 5 cân thôi ạ. Nhưng công suất đánh ra thì cực kỳ là mạnh mẽ. Đây ạ. Đây anh Thanh nhá, là WeWood đấy ạ. Vâng, mã là QA1600. Vâng, sau đây xin phép cho lên test trước khi gửi cho anh. Vâng, đây anh Thanh nhá, sau khi bên em đã khui cái hộp rất là mới và nguyên đai nguyên kiện của nhà máy thì đây là cái đẩy 4 kênh công nghệ Class D thương hiệu là WeWood đấy ạ. Vâng, mã là QA1600. Vâng, đây là đẩy 4 kênh công suất cũng rất là lớn. Bên em đang kéo 2 đô la anh nhá. Đặc biệt cái dòng này là có cái màn hình LCD hiển thị ở giữa, hiển thị các chế độ stereo, parallel và bright đấy ạ. Vâng, cái dòng này rất là hay, chuyển hết ra đằng trước, không như các cái dòng khác chuyện nó để đằng sau bằng các phần gạt, thì đây nó chuyển hết ra đằng trước. Và sóng nhạc, các đèn màu rất là đẹp đấy ạ. Vâng, đây là cái đẩy 4 kênh mà anh đã chọn lựa bên em test trước khi gửi. Vâng anh nhé, đây bên em đang đấu 4 la đấy ạ, 2 đô la. Vâng, cái này công suất rất là lớn và đặc biệt là cái công nghệ Class D cho cái tiếng bass rất là căng và tròn, đánh rất là mạnh mẽ. Vâng. Và bên em có kiểm tra và bên em có dán tem công ty JK Audio bảo hành cho anh 1 năm nhé anh Thanh nhé. Còn hàng niêm phong luôn ạ. Công nghệ Class D rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn ạ. Nó chỉ khoảng tầm 5 cân thôi ạ. Rất là tiện cho chúng ta di chuyển ngoài trời, không phải bê vác những cái dòng công nghệ thường nó rất là nặng mấy chục cân. Và đặc biệt cái dòng này bên em bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm đầu các bác nhé. Vâng, độ dày của nó thì cũng khoảng tầm 10 phân đấy ạ, không đến đâu. Rất là mỏng, chưa mỏng luôn ạ, chưa mỏng còn siêu nhẹ. Vâng, thì đây là cái sản phẩm mà anh Thanh đã là chủ nhân. Vâng, sau đây em xin phép cho nhạc to lên để chúng ta cùng thưởng thức cái đẩy công suất thương hiệu WeWood đẩy 4 kênh mã QA1600
đẩy công nghệ Class D ạ. Vâng, chúng ta cùng thưởng thức. Công hộp của anh thì em để đây, thì bên em cho vào bọc lót rất là cẩn thận. Vâng, bát nghe rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt cái dòng này nó không sinh ra nhiệt các bác nhé. Khi nó hoạt động hầu như nó không sinh ra nhiệt, vì thế nó rất là mát. Toàn bộ là những cái mạch bán dẫn rất là tốt. Hai đôi đao full 30, rất là khỏe đấy ạ. Em đang kết nối với lại cái vang cơ lai số DAKM50X. KM50X mà bên em đang làm lên những tên tuổi của cái dòng vang này. Hiện tại bên so với năm ngoái thì dòng vang DAKM50X vẫn được rất là nhiều các bác săn lùng. Vâng anh Thanh nhé. Vâng, sau khi bên em đã kiểm tra rất cẩn thận và khui hộp nguyên đai nguyên kiện cho anh Thanh, cái đẩy 4 kênh công nghệ Class D WeWatt mã đặc kia 1600, thì hiện tại của anh hoạt động rất tốt và ổn định. Cho nên em xin phép anh Thanh bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Thanh và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Thanh và vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, đây anh Thanh nhé, đây là cái đẩy 4 kênh WeWatt QA1600 công nghệ Class D của anh đây ạ. Vâng, bên em bọc lót rất là cẩn thận. Vâng, Zika Audio mong anh nhận được hàng sớm, anh trải nghiệm cái đẩy 4 kênh công nghệ mới này nhé.